Đức tân tổng giám mục Giuse Vũ Văn Thiêm dâng thánh lễ tạ ơn sau khi được tòa thánh trao sứ vụ mới. Kính chào quý anh chị và các bạn. Chủ nhật ngày 18 tháng 11 năm 2018, sau khi nhận được thông tin từ phòng báo chí tòa thánh công bố Đức Thánh Cha đã bổ nhiệm Đức Cha Giuse Vũ Văn Thiêm là tổng giám mục chính tòa Tổng giáo phận Hà Nội. Vào lúc 18 giờ thứ bảy ngày 17 tháng 11, Đức tân tổng giám mục Giuse đã dâng lễ tạ ơn vào lúc 6 giờ 30 sáng Chủ nhật ngày 18 tháng 11 tại nhà thờ chính tòa Hải Phòng. Thánh lễ ghi dấu ấn hồng ân của Chúa hôm nay có sự hiện diện của đông đảo quý cha và quý tín hữu nội thành Hải Phòng. Đặc biệt, có một phái đoàn là những người thân của Đức tân tổng giám mục từ quê hương Kẻ Sặt. Tâm trạng lúc này thật khó diễn tả, niềm vui đan xen với nỗi buồn, niềm tự hào quyện với tâm tình xúc động. Với Đức tân tổng giám mục Hà Nội thì sự hiện diện của đông đảo cộng đoàn trong biến cố trọng đại này đã làm cho ngài cảm thấy rất cảm động và ấm áp tình yêu thương của tình gia đình giáo phận Hải Phòng thân yêu. Thay lời cho cộng đoàn giáo phận, cha đại diện Giuse Nguyễn Văn Thông đã bày tỏ tâm tình và nỗi lòng của đoàn con cái Hải Phòng trước biến cố rất đặc biệt này. Chúng con chưa sẵn sàng nhận thông tin này, và từ đáy lòng chúng con cũng không muốn đón nhận, bởi đó là chén đắng. Tuy nhiên, trên hết mọi sự, chúng con xin vâng theo ý Chúa và nồng nhiệt chúc mừng Đức Cha kính yêu, Đức tân Tổng giáo mục Tổng giáo phận Hà Nội. Đã từ, Đức tân Tổng giáo mục nói lên sự bất ngờ và niềm xúc động dâng trào khi đón nhận thông tin từ Tòa Thánh, bởi cuộc đời Ngài đã gắn bó hơn 40 năm với Tòa giáo mục Hải Phòng, nhất là trong 16 năm qua với cương vị chủ chân giáo phận. Giờ đây, Ngài lại rời xa mảnh đất đã gắn bó thân thương ấy để đến với một miền đất mới trong sứ mạng mà Chúa và Hội Thánh giao phó. Trong giây phút xúc động này, Đức tân Tổng giám mục cũng nhận ra những điều cao cả Chúa làm, bởi Ngài tự nhận rằng, tôi nhỏ bé, nhưng trong 2 ngày qua đã nhận được bao tâm tình của mọi người gần xa, nhận được sự chú ý, quan tâm của mọi người công giáo tại Việt Nam cũng như trên toàn thế giới. Vì sứ vụ quan trọng mới được trao cho tôi, cùng với tâm tình ấy, Đức tân Tổng giám mục mời gọi cộng đoàn hiệp này tạ ơn và cầu nguyện cho mình biết nhận ra ý Chúa, bổn phận phải thi hành vào nguyện vọng của dân Chúa, hầu có thể chu toàn trọng trách mà Chúa giao phó. Giáo hội như một đoàn rước, hình ảnh đoàn rước ấy như muốn nói đến tính lữ hành của giáo hội trên bước đường trần gian này. Theo Đức tân Tổng giáo mục Giuse, đoàn rước ấy có nhiều thành phần và tâm tình khác nhau, nhưng Thánh giá Chúa luôn đi đầu. Điều ấy luôn nói đến rằng, trong cuộc lữ hành ấy, Chúa Giêsu là mục tử, là người đứng đầu, hướng dẫn đoàn chiên về tới đồng xanh và suối mắt trong. Đoàn rước ấy đồng thời muốn diễn tả hành trình tiến về phía trước của giáo hội. Giáo hội không đứng yên một chỗ, nhưng theo sự hướng dẫn của Chúa Kitô qua các cơ cấu và phẩm chất trong giáo hội là Đức Giáo Hoàng, các giáo mục luôn thẳng tiến về nước trời. Tôi là ai trong đoàn rước ấy? Lời nhắc bảo ấy của Đức Cha Chủ Tế như muốn mời gọi mọi người hãy ý thức về vai trò của mình trong giáo hội và đồng hành cùng giáo hội lữ hành này. Những lời chia sẻ của Đức tân Tổng giám mục không chỉ giúp cộng đoàn hiểu sâu hơn về giáo hội, mà hơn hết như lời trấn an, khích lệ đoàn chiên trong giáo phận đặt niềm tin và hy vọng nơi Chúa trước sự kiện Ngài được Tòa Thánh bổ nhiệm trong sứ vụ mới. Trước khi thánh lễ khép lại, Đức tân Tổng giám mục một lần nữa bày tỏ niềm vui và tâm tình xúc động bởi sự hiện diện thân ái và ấm áp của quý cha cùng cộng đoàn trong giây phút trọng đại này. Sau thánh lễ, Đức tân Tổng giám mục Giuse đã đón tiếp phái đoàn Hải Dương do cha Giuse Dương Hữu Tỉnh dẫn đầu, các giáo sứ chính tòa, Thánh An Tôn, Sầm Bồ, Đồng Giá, Lương Khê cùng nhiều đoàn và cá nhân để đến chúc mừng nhân dịp hồng phúc này. Bản tin theo ban truyền thông của giáo phận Hải Phòng. Cảm ơn quý chị và các bạn đã theo dõi. Hãy chia sẻ cho mọi người cùng xem và đừng quên đăng ký kênh để đón nhận những video mới. Nguyện xin Thiên Chúa ban bình an cho tất cả chúng ta. Xin chào và hẹn gặp lại.